quý vị và các bạn thân mến, để đáp ứng theo tiêu chí chất âm 2 trong 1 và sở hữu những cấu hình đỉnh cao nhất audio cho cả nghe nhạc lẫn cả karaoke và sự thể hiện chất âm của giới sành nghe và khó tính, thì trong đoạn clip này tôi nên sóng cho quý vị nguyên một dàn JBL khủng long, những cấu hình hết số của hãng, với hai bên là cặp loa JBL model VS3215-6 và nớt bản USA sản xuất cho thị trường của Anh Quốc UK. Sở hữu cấu hình khủng hoảng, công suất trung bình ở ngưỡng 2400W và nặng tới 1,5 tạ cho cặp loa còn mới và đẹp long lanh tới từng cm. Và đặc biệt rằng với cấu hình ở giữa thì chúng ta đang được thấy rằng tôi đang phối ghép cùng với một con siêu trầm SP128S đến từ Mỹ, Comne của hãng JBL, trang bị hai bát siêu trầm 50 và với công suất mạnh mẽ lên tới tối đa 6400W trên con xúc kép khủng long này, và nó có trọng lượng nặng vào khoảng 70kg, độ nhạy cao tới 140dB. Xin mời quý vị cùng mang tai phone và chúng ta cùng trải nghiệm tiếp theo một vài dòng nhạc quen thuộc nữa mà tôi hay thường test trên kênh. Chúng ta sẽ thấy được sự thể hiện chất âm xứng đáng tới từng đồng tiền bát gạo khi quý vị có cơ hội sở hữu, nắm giữ được những cấu hình rất là tuyệt vời này. Anh em có tai phone, xin mời anh em cùng trải nghiệm. Tiếng bát như những tiếng thấm đang thả chiếc máy quay và sự thể hiện cực kỳ là ngọt ngào và chân thực. Xin mời quý vị cùng ngắm nhìn lại ở cửa đi cận cảnh cho dàn âm thanh Comne của hãng JBL đến từ California, Mỹ. Mới và đẹp xuất sắc. Có thể nói cái ca đẹp như thiếu cái thùng xốp. Phía hai bên hông là cặp va nổi tiếng đến từ Mỹ cho cặp JBL model VS3215-6 và nớt. Trọng lượng nặng tới 1,5 tạ. Cao thêm 1m25, ngang và sâu đều 57,5cm. Với công suất trung bình ở ngưỡng 2400W, độ nhạy cao thêm 139dB, trang bị các tuyến loa khủng nhất hãng. Phía dưới cùng là một bát siêu trầm từ 22Col100 củ 2227HPN, lớn hết số trong phân khúc bát 40 của hãng JBL. Phần bên trên chính giữa là một quả check can củ 2447G 16 ohm từ 22Col100, nguyên củ kèn nặng vào khoảng 17kg. Và phần trên cùng là một quả trung kép với từ 20 đường kính họng 57,5 cao 40. Ba tuyến loa được trang bị lớn hết số của hãng và đây là một trong những model đặc biệt
của hãng JBL sản xuất cho thị trường Mỹ và thị trường của Anh Quốc có xuất xứ rõ ràng như phía sau lưng tôi đã giới thiệu rất là chi tiết USA trên UK. Trang bị phần thùng gỗ ván ép bạch dương siêu bền với đẳng cấp sang trọng và cấu hình cơ bắp như chúng ta đang được thấy trước máy quay. Đây là những cặp loa có cấu hình lớn hết số của hãng, hết tầm của hãng ở cùng phân khúc. Phần chính giữa thì quý vị đang được ngắm nhìn và cấu hình chất âm của con siêu trầm hay còn gọi là con súp kép đến từ Mỹ mới tinh như khui thùng JBL SP128S. Đây là một trong những con siêu trầm nó có công suất khủng. Ở đây thì theo thông số của hãng tôi như tôi đang cầm trên tay thì với con siêu trầm này nó có trọng lượng cả chân nặng vào 70 kg. Với kích thước của nó có thể để nằm hoặc có thể để đứng 1m213mm. Đó, nhân 50, 57.2 và 57.2. Đó, quý vị thấy rằng đây là con súp khủng đông. Cấu hình lớn hết tầm ở phần khúc bát 50. Trang bị hai bát 50. Như chúng ta đang được ngắm nhìn trước máy quay cho con siêu trầm này. Bát 50. Công suất của nó ở mức độ dao động từ 1.600 đến 6.400 watt. Anh em thấy khủng khiếp không ạ? Độ nhạy cao thêm 140 decibel tối đa. Nó đánh như là một cái vũ trường với cấu hình trước máy quay. JBL SP128S đến từ Mỹ. Công suất mặc định ở mức thấp nhất là 1.600 watt. Max lên tới 6.400 watt trên 4 ohm. Độ nhạy 140 decibel. Quý vị thấy phê không ạ? Nó còn đang mới tinh như khui thùng luôn. Bởi vậy chúng ta sẽ không bàn luận với cấu hình này. Rất là giá trị. Có thể nói rằng giá trị đích thực. Hai bát 50. Gân vải lụa tẩm dầu. Model của Củ Mát. Ở đây tôi thấy rằng là theo thông số hãng thì 2242H. Cấu hình lớn nhất hãng. 18 inch. Gọi là 50cm. Thùng gỗ bạch dương. Rất đẹp. Đó, quý vị để nằm như thế này cũng đẹp và để đứng cũng rất là đẹp. Đó, để khi mà để combo với cặp loa này thì nó là nguyên một bộ JB rồi. Nó đánh như một cái vũ trường luôn. Ở phần phối ghép để đảm nhiệm như cấu hình này thì tôi đang phối ghép thì điều đầu tiên anh em đang được ngắm nhìn con mixer Mackay CFX16MK2. Đây là một trong những thương hiệu mixer nổi tiếng, tích hợp luôn cả phần lọc tiếng, đầy đủ các chế độ ăn chơi. Đó, anh em thấy rằng là rất nhiều chế độ ăn chơi và các cổng vào của nó vô số các cổng vào từ 1 cho tới 15, 16. Đó. Những dòng này thì anh em thừa biết rằng nó quá nổi tiếng rồi, không có điều gì để giới thiệu thêm và bàn luận thêm. Chuyên nghiệp, tập hợp, thập cẩm các loại nhạc cụ vào và điều chỉnh âm sắc ở trên đây. Sau đó chất âm cấp cho vang và đẩy, đó. Mang lại cho chất âm đỉnh cao. Phần phối ghép thì tôi đang phối ghép cùng với hai con đẩy MA900. Đây là những thương hiệu cũng khá là nổi tiếng. Đó, công suất khỏe như trâu. 1.800W để đảm mỗi con để đảm nhiệm cho những cấu hình này. 1.800 lần trung bình nha anh em nhé. Cho CHA và CHB. Hai con đẩy giống nhau. MA900. Phần bên trên thì quý vị thấy được rằng tôi đang phối ghép cùng với một con crossover của DBX. Đây nó là những con cốt nổi tiếng rồi. Và nó còn rất là mới. Zonfero 1260M Digital. Phần bên trên thì quý vị nhìn thấy thiết bị gì nữa không ạ? Bên trên đây thì tôi đang được trưng dụng. Ở đây thì quý vị thấy rằng một mixer này, một crossover này, một cốt này và một con effect này. Đó. Effect này thì những anh em nào sự kiện thì khi nhắc tới từ effect này thì giật mình rồi. Đó, anh em nhìn thấy rõ không ạ? Đây là con M2000 Electronics, dòng chuyên nghiệp. Anh em thấy rằng có những con này thì tiếng mic của nó thì nó là chuyên nghiệp dư thừa. Đó, một quản lý nguồn bên trên và một bộ mic GTS, dòng mic chuyên nghiệp cho anh em làm sự kiện. Nguyên cấu hình này thì chắc chắn anh em cũng đã thấy được rằng nó là ở đẳng cấp nào rồi. Bởi vậy tôi sẽ không giới thiệu thêm. Đó, được setup cực kỳ là kỹ lưỡng. Chơi thập cẩm các loại nhạc, bát sâu thẳm lòng đất, trung và jack trong vắt. Thích chỉnh gì thì chỉnh, thích anh em thích chơi gì thì chơi. Ngày Bonero chữ tình phê nói càn rồi. Sàn Heremic thì nó là cái vũ trường chuyên nghiệp rồi. Và với karaoke thì anh em đừng hỏi và đừng bàn.
Đó, nguyên cấu hình xịn sò, chúng ta có thể thấy được đẳng cấp và sự thể hiện rất là tuyệt vời trên cấu hình này. Như vậy anh em thấy rõ được từ con siêu trầm 2 bát 50, model SP128S và cặp JBL3215-6 valet bản Mỹ trên England số 1 tại Việt Nam. Dường như cũng rất là ít các anh em sưu tầm được những cặp loa này, và lưu ý với quý vị rằng nó còn rất là mới, cũng như cấu hình đẩy băng mic xịn sò. Anh em quan tâm chốt được món nào thì có thể can được số điện thoại trên kênh và luôn được hưởng những ưu đãi tốt nhất trên kênh của mình. Xin chân thành cảm ơn. Đoạn clip cũng đã hơi dài, tôi sẽ lướt qua một chút nhạc nữa để cho anh em trải nghiệm, và sau đó tôi xin phép dừng clip tại đây. Ai có tai phone và anh em cùng mang tai phone lại để trải nghiệm chất âm khủng hoảng này. Đây là một trong những cấu hình đỉnh cao audio, có thể nói rằng những con nghe đứng đầu bảng của hãng JBL đến từ USA. Mở cái volume nhỏ thôi.